Sàn Thạch Anh chuyển Đức Coppler. Coppler hân hạnh đồng hành cùng hai lại ngoại hạng Anh trên cả cổng Sport. Vị trong trận đấu giữa Wolverhampton và Chelsea thuộc khuôn khổ vòng 2 ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025. Đây là sân vận động Molineux. Trận đấu sân nhà đầu tiên của Wolverhampton mùa này. Jørgen Stan Larsen, cầu thủ người Na Uy. Latvia cùng với Nkunku là hai cầu thủ không tham gia trong. Cole Palmer, Madueke, pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Trước khi trận đấu này diễn ra, không biết rằng vô tình hay cố ý thì Madueke đã đăng tải một dòng trạng thái không tích cực về Wolverhampton nhưng đã bị các cổ động viên chụp lại. Rất nguy hiểm. Rất đông các cầu thủ Wolverhampton đứng ở trong khu vực 16m50 nhưng họ hoàn toàn bỏ quên tiền đạo số 15 của Chelsea. Từ pha đá phạt của Cole Palmer, bóng đã chạm đầu một cầu thủ bên phía Wolverhampton. Còn đó chính là Cunha, Matheus Cunha. Đánh đâu? Không à! Tất cả như lặng lại một giây khi Mosquera đã có được một pha bật nhảy rất cao. Bóng đi chệch khung thành. Madueke đã xin bóng. Và đây là câu trả lời của Wolverhampton. Larsen. Rất hay cơ. Cunha đã ôm đầu ở trong tình huống này và có vẻ như bàn thắng sẽ không được công nhận. Wolverhampton. Đường chọc khe dành cho Larsen và có vẻ như cầu thủ người Na Uy đã việt vị rồi. Đường chuyền này thì không việt vị. Nhưng tình huống trước đó khiến cho bàn thắng của Cunha là không hợp lệ. Enzo. Đường chuyền tốt cho Madueke. Madueke dứt điểm. Caicedo. Madueke. Ôi! Quá nguy hiểm ở trong tình huống này. Đây là phản công dành cho Wolverhampton. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy cao. Hoàng Huy Trần. Phía bên này là Cunha. Larsen. Không được. Là pha chạm bóng cuối cùng của Cunha lại không thể hướng trái bóng vào phía trong khung thành. Mọi thứ đi rất đúng nhịp. Mặc dù đây là của thủ thành Sanchez. Đây là tình huống mà Madueke trước đó đã dứt điểm. Đã hơn một lần Caicedo để mất bóng kiểu như thế này. Aïnouri. Aïnouri. Không phải đường chuyền cơ. Matheus Cunha. Bắt nguồn từ pha mất bóng của Caicedo. Caicedo đã quá chủ quan ở trong pha bóng này. Enzo cũng không thể kiểm tỏa được. Aïnouri. Không một ai theo kèm Matheus Cunha cả. Aïnouri. Lemina. Rất thoáng. Cơ hội cho đội chủ nhà Matheus Cunha. Không vào. Một pha phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Rất nhiều những khoảng trống mà hàng phòng ngự của Chelsea cấm. Một lần nữa vẫn chưa thể thành công. Cole Palmer. Tạm thôi. Đường chuyền dài của Robert Sanchez. Một chạm của Nicola Jackson và một chạm nữa là của Cole Palmer. Rất dễ dàng để có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.
vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Bàn thắng cho thấy sự nhạy cảm. Aïnouri đánh đầu. Rất nguy hiểm. Rất nhiều những vấn đề không hề việt vị ở trong pha bóng này. Không rõ rằng các cầu thủ Chelsea đã phòng ngự như thế nào khi họ để cho những tình huống phối hợp của Wolverhampton đến tương đối dễ dàng. Pha đánh đầu chuyền bóng của Toti Gomez, và sau đó là cú của Chelsea về số cú sút. Rất nguy hiểm. Và Madueke, và một pha bóng mà hàng phòng ngự của Wolverhampton không thực sự sẵn sàng và áp sát ngay. Có một chút may mắn khi mà bóng đã chạm Aïnouri và khiến cho quỹ đạo trái bóng đi khó chịu, và thủ thành Jose Sa không thể đoán bắt được. Rất đáng tiếc cho Wolverhampton. Caicedo, Copamer, Madueke và Copamer. Madueke, dứt điểm. Tỷ số là 4-2 cho Chelsea, và đó là cú đúp của Madueke. Đã hai lần lên tiếng ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Không hề việt vị, một đường chuyền cực kỳ thuận lợi của Copamer, đúng với đà di chuyển của Madueke. Và dù ở một góc sút hơi hẹp một chút, nhưng tiền đạo số 11 của Chelsea vẫn biết cách đưa bóng qua hai chân của Jose Sa. Một đường chuyền không thực sự thuận lợi dành cho Copamer. Vẫn đang là Copamer. Thì có lẽ Copamer đã tạo ra được một tình huống nguy hiểm hơn. Pha mở bóng ra hơi sâu của Nicolas Jackson. Đây là pha bóng mà Jose Sa cũng đã phải trổ tài. Không có vẻ như bóng để mất bóng nguy hiểm. Copamer, Madueke, Hachiko, Madueke. Pha để mất bóng khá đáng trách của Joao Gomez. Quá khó cho những cầu thủ phòng ngự của Wolverhampton. Madueke đã được hưởng lợi từ những đường chuyền vô cùng thuận lợi đến từ Copamer. Một hat-trick kiến tạo và một hat-trick bàn thắng đã được diễn ra ở sân vận động Molineux. Mùa giải năm ngoái, Wolverhampton đã giành thắng. Sarabia đánh đầu. Đó là một đường chuyền. Cơ hội. Goal! Một bàn thắng quá đẹp mắt của Wolverhampton. Nhưng có vẻ như siêu phẩm này sẽ không được công nhận dành cho Lemina của tiền vệ đội trưởng. Đúng là như vậy, khi mà Toti Gomez việt vị mất rồi. Một cú ra chân quá đẹp mắt. Và một nửa người của cầu thủ số 24. Rất đúng nhịp. Pedro Neto. Hai cầu thủ ở phía trong. Dứt điểm. Tỷ số là 6-2 cho Chelsea, và đó là tân binh Joao Felix. Wolverhampton không thể duy trì được một vị thế bám đuổi giống như trong hiệp thi đấu đầu tiên.
không một ai theo kèm cả. Một khoảng trống quá lớn dành cho Joao Felix. Một pha phối hợp của hai cầu thủ người Bồ Đào Nha. Quá gọn gàng. Bây giờ thì có thể khẳng định rằng chiến thắng ở trên sân là khá ít. Tình huống mà Chelsea có phần hơi chủ quan. Và chạm bóng là của tân binh Dewsbury Hall. Pedro Neto. Đường truyền khá dẻo vào phía trong. Madueke. Bây giờ thì có lẽ người ta sẽ chỉ chờ đợi rằng các cầu thủ Chelsea. Thứ ba của Ngoại hạng Anh thì cũng có một trận đấu rất đáng chú ý, đó là Man United gặp Liverpool. Erling Haaland làm được trong ngày thi đấu hôm qua. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi hết giờ. Sàn Thạch Anh chuyển Đức Cúp Lơ. Cúp Lơ hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên cả cộng Sport.